Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đi kiểm tra cơ sở vật chất trường học trên địa bàn các xã biên giới của huyện Mèo Vạc. Toàn huyện Mèo Vạc có 56 đơn vị nhà trường với khoảng 1.009 lớp và 29.277 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung rà soát các điểm trường để đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học, rà soát đội ngũ viên chức trường học, dự báo số học sinh để chủ động sắp xếp giáo viên cho phù hợp. Qua kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường của các đơn vị. Đối với một số trường trong điều kiện vẫn còn khó khăn, nhưng với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, các thầy cô đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón học sinh đến lớp. Đối với vấn đề về cơ sở vật chất còn khó khăn, nhất là nhà lưu trú cho học sinh và cán bộ giáo viên, đồng chí Trần Mạnh Lợi đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, khẩn trương khắc phục ngay để các em học sinh, các thầy cô giáo có điều kiện dạy và học tốt nhất. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Chiều ngày 5 tháng 9, đoàn kiểm tra theo quyết định số 320 của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Xí Mần về tiến độ giải ngân các nguồn vốn và thực hiện công tác cải cách hành chính. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư của huyện Xín Mần là hơn 388 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 28,9%. Đối với nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia là gần 175 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 36 tỷ đồng, đạt 20,8%. Về công tác cải cách hành chính, huyện Xín Mần đã ban hành nhiều văn bản để quản lý chỉ đạo, thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được 460 thủ tục, đạt tỷ lệ 97,4%. Công tác chuyển đổi số được quan tâm, trang thông tin điện tử của huyện được duy trì hiệu quả. Việc thực hiện chữ ký số, phát hành trên phần mềm đạt 99,45%. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh, huyện Xín Mần tiếp tục bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, phối hợp với các ngành chuyên môn để tập trung thực hiện theo từng dự án cụ thể. Bên cạnh đó, phối hợp điều chỉnh quy chế nâng lương trước thời hạn theo đúng quy định. Nếu cách làm của huyện là tiến bộ, phù hợp, cần xem xét ý kiến báo cáo lên cấp trên để điều chỉnh. Phối hợp làm sạch hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đang bị treo, nghiên cứu nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đối với giải ngân các nguồn vốn, huyện cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và quyết liệt triển khai. Đồng thời với những khó khăn, vướng mắc cần tổng hợp trình cấp trên xem xét giải quyết kịp thời. Hòa trong khí thế ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, trường tiểu học Quyết Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Trường tiểu học Quyết Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ hiện có 55 cán bộ giáo viên với trên 900 em học sinh tại một trường chính và 6 điểm trường. Năm học qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quyết tâm đoàn kết của thầy và trò, trường tiểu học Quyết Tiến đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhà trường luôn thực hiện tốt công tác quản lý trường lớp, quản lý giáo viên, học sinh, quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng trường tiểu học sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Kết quả trong năm học qua, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đi học luôn đạt 100%, tỷ lệ duy trì sĩ số hàng ngày đảm bảo trên 98%, tỷ lệ chuyển lớp đạt 99,07%, chuyển cấp đạt 100%. Trong năm học 2022-2023, toàn trường có 562 trên 973 học sinh được khen thưởng, trong đó học sinh xuất sắc đạt 231 em, đồng thời có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tặng quà chúc mừng nhà trường nhân buổi khai giảng năm học mới. Đồng thời, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt cũng được nhận các suất học bổng của Ủy ban Nhân dân xã Quyết Tiến trao tặng. Sáng ngày 5 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và chào đón học sinh mới lớp 10 tựu trường. Năm học 2022-2023, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang đã ra sức phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, giành được nhiều thành tích xuất sắc. Kết quả học sinh giỏi toàn trường chiếm 98,7%, khá chiếm 1,3%, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Trường tiếp tục có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp như
2 học sinh giỏi cấp quốc gia, 27 học sinh đoạt giải tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, 123 học sinh giỏi cấp tỉnh, 100% học sinh khối 12 đậu nguyện vọng 1 các trường đại học. Năm học 2023-2024, nhà trường có 27 lớp chuyên với gần 900 học sinh, trong đó 356 học sinh khối lớp 10. Với quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu trên toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, năm học mới tập thể thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng trường học hạnh phúc với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê mới nhất, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 619 cơ sở giáo dục, gần 214.000 học sinh. Tuy nhiên, số biên chế giáo viên tính toán theo định mức hiện đang thiếu trên 2.800 giáo viên. Đây chính là khó khăn thách thức đối với ngành giáo dục Hà Giang trong bối cảnh toàn ngành đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng toàn diện. Tuy nhiên, với những giải pháp mà từng địa phương, từng trường đưa ra trước mắt đã cơ bản đảm bảo đội ngũ giảng dạy năm học mới. Sắp xếp lại lớp để bố trí giáo viên đảm bảo hợp lý ở các trường, thực hiện sáp nhập điểm lẻ về điểm chính, đồng thời điều chuyển giáo viên, sắp xếp hợp lý chuyên môn giữa các trường, bố trí giáo viên dạy liên trường đối với các bộ môn như tin học, tiếng Anh là những giải pháp mà ngành giáo dục huyện Xín Mần đang thực hiện trong năm học mới này để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay. Chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho huyện là liên hệ với các cái trường đại học, các cái trung tâm tiếng Anh, tin học ngoài huyện để đến để dạy cũng như là dạy trực tiếp và dạy trực tuyến. Và ngoài ra thì còn thành lập các cái câu lạc bộ để hỗ trợ từ xa cho học sinh nâng cao kiến thức về tiếng Anh và tin học trên địa bàn huyện. Năm học 2023-2024, thành phố Hà Giang có 35 đơn vị trường học với trên 14.000 học sinh và 889 cán bộ giáo viên. Với con số cán bộ giáo viên này, thành phố vẫn thiếu 110 giáo viên theo định mức. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên này, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã linh hoạt điều hòa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường, đồng thời bố trí giáo viên cấp trung học cơ sở dạy một số tiết ở cấp tiểu học. Đối với ngành thì chúng tôi cũng đang chủ động thực hiện một số giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi ở với trường nội thành thì sẽ tiến hành dồn lớp. Thứ hai là với những trường ngoại thành, ví dụ như là xã Phương Độ hay là Ngọc Đường thì sẽ dồn học sinh từ các điểm trường về trường chính. Phòng cũng rất là chủ động khi mà phân công tăng cường giáo viên mỗi trong những điều kiện có thể thì sẽ thực hiện từ 2 đến 3 đơn vị trường học kiêm nhiệm. Và đặc biệt là chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường học với những cơ sở vật chất hiện có thì sẵn sàng cho phương án dạy học trực tuyến. Những giải pháp trước mắt của ngành giáo dục đào tạo và các địa phương trong tỉnh mới phần nào khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình mới. Về lâu dài, tỉnh cần có phương án cụ thể tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên giảng dạy các môn chuyên nói riêng để từng bước ổn định chỉ tiêu biên chế và định mức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực chất. Thực hiện quyết định số 998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về theo dõi chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các đảng bộ huyện, thành phố. Ngày 5 tháng 9, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang Hoàng Thị Hằng đã làm việc với xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. 8 tháng năm 2023, xã Quyết Tiến đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các hội đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực sản xuất, đảm bảo kịp thời vụ, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 3.000 ha, đạt 94,82% kế hoạch. Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tiếp tục được thực hiện. Các chương trình khác như chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình cải tạo vườn tạp, nghị quyết xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đề nghị xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ cần tiếp tục xây dựng đảng bộ đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng vào việc xây dựng chi bộ 4 tốt theo chủ trương của tỉnh. Về phát triển kinh tế, cần xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, quan tâm phát triển du lịch và kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư các loại hình du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cho hệ thống truyền thanh không dây để tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền, tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để kịp thời có những hướng dẫn giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tháng 8 năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tăng 10,38% so với tháng trước. Đây là tín hiệu tích cực
để ngành sản xuất công nghiệp sớm đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2023 đạt trên 541 tỷ đồng, tăng 10,38% so với tháng trước và tăng 12,93% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 8 tháng ước đạt gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng khá, sản lượng điện sản xuất của các nhà máy đều đạt công suất thiết kế. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của tỉnh trong triển khai thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh doanh, cũng như sự quyết tâm triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phát huy kết quả đà tăng trưởng, thời gian tới tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đôn đốc các nhà máy đang vận hành đảm bảo đạt công suất thiết kế, tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt các khó khăn vướng mắc, từ đó có biện pháp giải pháp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì chuỗi sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, Hà Giang, tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, nơi hội tụ của 19 dân tộc cùng sinh sống, và mỗi dân tộc đều có văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng và phong phú. Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Hà Giang có khoảng 20 lễ hội truyền thống, trong đó hầu hết là lễ hội dân gian còn lưu giữ được những phong tục, tập quán đặc trưng của các dân tộc. Người Mông có lễ hội Gầu Tàu, người Nùng, người Pu Péo có lễ cúng thần rừng, người Giao có lễ cấp sắc, người Bà Thèn có lễ hội nhảy lửa, người Lô Lô có lễ cúng tổ tiên, người La Chí có lễ mừng cơm mới, người Tày có lễ hội lồng tồng. Các lễ hội truyền thống ngoài phần nghi lễ còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Huyện Yên Minh cũng đã chỉ đạo các cái ngành của huyện gắn với cấp ủy chính quyền của xã là tổ chức các cái lễ hội để duy trì, phát huy cũng như là để quảng bá cho các du lịch. Và hai nữa là gắn với vấn đề là hỗ trợ cho bà con nhân dân ở các cái ngôi nhà đảm bảo mang tính truyền thống để phục vụ các du khách đến trải nghiệm. Việc giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa trên địa bàn xã Đồng Bá thì chúng tôi đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ xã. Sau đó thì giao cho ủy ban cũng như các ngành đoàn thể của xã, từ Mặt trận Tổ quốc đến các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cái chương trình kế hoạch cụ thể triển khai đến các thôn bản và các trường học. Ngoài ra, đồng bào các dân tộc trên địa bàn còn lưu giữ được ngôn ngữ, chữ viết, kho tàng tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, trang phục, công cụ lao động, nhạc cụ, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống như làng nghề dệt lanh, đan lát, làm khen và tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng. Có thể nói những cái giá trị văn hóa, những cái kho tàng văn hóa mang cái tính bản sắc của cộng đồng các cái dân tộc ở Hà Giang đã đang là những cái nguồn tài nguyên vô giá để chúng tôi phát triển văn hóa nói chung và đặc biệt là phát triển văn hóa gắn với du lịch. Bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Hà Giang đã trở thành vị trí trung tâm để cho ngành tham mưu cho cấp ủy chính quyền của địa phương xác định các sản phẩm du lịch từ mạch nguồn của văn hóa. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc giúp Hà Giang hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút, phục vụ du khách với phương châm giữ văn hóa để phát triển du lịch để gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 6 tháng 9 năm 2023. Thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 6 tháng 9 năm 2023 được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng đất phía Tây có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực vùng núi thấp
Có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, độ ẩm trung bình 84%. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.